Thằng audio hôm nay về đôi loa với cấu hình rất khủng, đôi Kenwood P9000HG. Với những bác đã theo dõi kênh của thằng audio đã từng thích cái cấu hình của con Kenwood 9200, 9300 thì hôm nay về đôi Kenwood P9000HG chắc chắn cũng các bác cũng sẽ không thể bỏ qua được. Đôi loa này thì thiết kế của nó thì dường như là gồm rất nhiều đôi loa gộp lại. Các bác nhìn trên màn hình sẽ thấy là đây. Thiết kế gồm một loa bass 43 dưới cùng. Nhưng các bác yên tâm, đây là loa bass cộng hưởng nhá. Đây bass thật của nó đây, bass 27. Một chung rất to, 3 tép và một siêu tép. Với cái cấu hình loa như thế này thì chắc là cái điều mà các bác lăn tăn nhất chính là phối ghép. Nhưng mà hôm nay với đôi loa khủng như thế này, em ghép với con âm ly Victor GA-S5. Victor GA-S5. Công suất của nó chỉ có 90W thôi. Để cho các bác thấy rằng con này nó dễ chơi như thế nào. Và hôm nay thì em sẽ test thử một bài hát mang tính chất acoustic mộc guitar để thử giải chung của đôi loa này. Sau đây mời các bác thưởng thức nhé. Chẳng
ngày nào qua hết từng con phố, vẫn còn đó mùa thu với cấu hình đẹp như con này. Cả bộ này có giá ngoài 20 triệu. Đôi kem USP 9000HG, thiết kế 1 bát 27, 1 bát 43, 1 trung 3 tét, 1 siêu tét. Kích thước thì rất là lớn, cao gần 1m2 ạ. Và con Victor GIS5, cả bộ ngoài 20 triệu. Giá cụ thể mời các bác liên hệ theo số điện thoại 098 369 8887.